Vậy, dạ. Cái cổ này á, em phải may cho kỹ nha. Vì cái cổ áo này là phần quan trọng nhất của cái áo đó. Dạ. Đào à, cái áo này em nhớ may đường kim cho đều đặn và sắc nét nha. dạ Cô khách này khó tính lắm đó. cái nội họa sĩ này á vẽ không lo vẽ, tối ngày á nhìn qua đây hoài à. Đố chị ba chứ chả nhìn ai bên đây. Tao đảm bảo luôn á, chả để ý chị hai mình chứ ai. Đàn ông gì á mà nhìn dơ hầy phát ớn. Chị hai đừng thèm chả nha. Thôi lo làm đi, cứ tào lao hoài à. Em nói thiệt mà hai, em để ý rồi, kể từ ngày mà thằng chả mở tiệm tới giờ có bao giờ thấy thằng chả mặc cái áo nào mới đâu. Mày nói quá, người ta dọn tới đây 10 bữa là tao đếm sơ sơ, người ta mặc cái áo này á mới có 5-6 ngày hà. Thôi thôi, đừng có nói xấu hàng xóm nữa, người ta nghe được thì kỳ chứ. Mà hai, Ừ? Đào nói đúng đó, ngó coi bộ bê tha lắm á nha. Nhưng mà được cái á, bên đó hát bolero hay lắm hai, nhất là đêm khuya hát mấy bài tình ca, chắc là hát cho hai nghe đó. Nhỏ này, đừng có nói bậy, người ta nghe được kỳ chứ. Kỳ cái gì mà kỳ. Em nói cho hai biết nghe, ổng mà nghe được á, ổng còn khoái chí nữa kìa. Bởi vì á, nỗi lòng của ổng hai thấu hiểu rồi. Mấy cái đứa này, có thôi nói bậy đi không? Thì thôi, không nói nữa. Ba má, con ngàn lần xin lỗi ba má vì tội bất hiếu của con. Nhưng con không còn lựa chọn nào khác, bắt buộc con phải bỏ đi. Nhưng con hứa là sẽ không làm điều gì dại dột. Thưa ba má, con đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu con chấp nhận cuộc hôn nhân với anh Thạch thì mọi chuyện sau này sẽ càng rắc rối, khó xử hơn cho ba má. Thà bây giờ một mình con mang tiếng bất hiếu, làm nhục nhã thanh danh gia đình mình, còn hơn là để sau này ba má phải đau khổ vì con. Có nhiều chuyện mà con không thể nói ra được, nên con chỉ còn con đường phải bỏ đi như thế này. Con đau lòng lắm, con không dám xin ba má tha thứ cho con. Thôi thì ba má hãy xem như con đã chết. Hãy xem như không có đứa con này, để ba má khỏi phải chịu khổ sở đi tìm con. Ngàn lần xin lỗi ba má, con Phượng.
Trong thơ, con nhỏ viết câu nào cũng khó hiểu, làm như ở trong lòng nó đang chất chứa một quẩn khúc gì mà không thể nói ra được. Trời ơi, không biết nó đi đâu nữa. Thằng gái dậm trường. Con ơi. Thôi mẹ ơi, dù sao đi nữa thì nó cũng đã hứa là nó không làm điều gì dại dột. Mợ cũng đừng có quá lo. Con Phượng xưa nay sức khỏe yếu đuối, ăn uống thì qua loa, một thân một mình, lỡ như ốm đau thì biết làm sao đây chị? Nói không phải nói dại, chứ phải chi mà nó cuốn gói đi theo thằng Thái, hoặc là hai đứa nó hẹn hò cùng trốn đi thì mình cũng yên tâm hơn. Bây giờ biết tìm con nhỏ ở đâu đây? Em đã điện hết cho bà con nội ngoại Rạch Giá, Long Xuyên, Cần Thơ, Vĩnh Long, nơi nào nó cũng đều ống tới. Má, hay là chị Hai lên Sài Gòn hả má? Đất Sài Gòn mênh mông, không có một người quen nào hết. Chị Hai còn lên đó làm cái gì chứ? Nè ba. Ê, chào ba. Dạ con chào cô Phượng. Dạ con thưa cô Phượng, con mới về. Cô Phượng, cô Phượng, hồi sáng nay á, con mới đụng cho anh Khang mập địch lớp con một phát, cái nó lăn cù quèo luôn cô Phượng. Ơ, sao con lại đánh bạn? Ai biểu, nó giật chiếc của con chi. Rồi con có bị cô giáo la không? Dạ, con đánh nó lúc giờ ra chơi cô Phượng, nó tức lắm, mà đâu dám mấy cô đâu. Nè, từ rày về sau á, có chuyện gì con phải biết cô giáo, chứ con không có được đánh bạn. Dạ. Cô Phượng biết không? Gì con? Cô Phượng, còn hôm nay ở lớp con á, dạ, có bạn tị trong quần á. Cô giáo phải mang bạn đi rửa á. Ai trong lớp cũng bịt mũi hết á. Ý dạ. Rồi bây giờ hai đứa đói bụng chưa nè? Dạ đói. Rồi bây giờ hai đứa đi vô tắm rửa thay đồ nha. Dạ. Con xuống bếp dọn cơm ha. Dạ. Thank you.
Về đi. Đi ra luôn đi. Không được về đây nữa. Này, mày hãy đợi đó. Mày chưa xong tao đâu. Nè Phương ơi, em ở đây gặp anh nhanh lên. Em có tin là anh đốt căn nhà của em được không? Tại sao bỏ anh đi, đi cũng lên với trai hả? Ra đây. Anh Hai ơi, anh xỉn quá rồi. Anh đi về nghỉ ngơi đi anh Hai. Mày vừa kêu tôi là cái gì? Mày vừa kêu tôi là cái gì? Anh Hai ơi, anh bình tĩnh đi anh Hai. Anh Hai hả? Mày kêu tôi là anh Hai phải không? Chị Hai mày đâu rồi? Chơi tao đâu? Chơi tao đâu? Anh xỉn quá rồi, anh đi về nhà đi. Nhà Mai Phượng chuyên đầm sơ mi đồ kiểu đồ bộ hả? Mày vô lấy đồ gỡ cái bằng hiệu xuống cho tao. Mày lên đi. Mày nghe tao nói hả? Vô lấy đồ gỡ cái bằng hiệu xuống cho tao. Mày nghe anh ơi, đừng mà. Mày đừng lắm. Nhà Mai hả? Nhà Mai hả? Nhà Mai hả? Nè cô Phượng. Nè con. Dạ con cảm ơn cô. Của con nè. Dạ con cảm ơn cô. Cô Phượng ăn thêm nữa đi. Tôi no rồi. Cô ăn vậy sao khỏe mạnh nhanh được? Bộ cô Phượng tính đi hả? Dạ, tôi làm phiền cha con anh nhiều lắm rồi. Cô cứ yên tâm, ở lại đây nghỉ ngơi thêm vài bữa nữa cho nó khỏe hẳn. Cô đừng có lo, ít hôm nữa tôi sẽ tìm nhà trọ đàng hoàng cho cô. Tôi là thổ địa khu vực này mà. Anh Diễn à, thiệt lòng tôi không biết nói gì để... Cô Phượng à, tôi biết là cô muốn nói gì rồi. Cô đừng có ái ngại gì hết trơn á. Thôi bây giờ như vậy nghe, tôi cũng đã làm ơn rồi, cô cũng phải để cho tôi làm ơn cho trót đi. Rồi cô muốn trả ơn á thì để sau này cô giàu có đi rồi hãy tính. Chứ bây giờ mà cô ra đi vội vội vàng vàng cái kiểu này, chưa chắc gì tìm được một chỗ tốt. Thiệt lòng là tôi cũng không yên tâm. Tôi... Cô Phượng không được đi á nha. Con muốn cô Phượng ở đây luôn à. Không chịu cô Phượng đi đâu. Cô Phượng phải ở đây chơi với con. Nghe cô Phượng nha. Cô Phượng. Cô Phượng ở lại nha. Ở lại đi. Cô. Cô. Nha. Cô Phượng. Đi mà. Cô ở lại nha cô. Năn nỉ cô. Ở đây đi. Ừ. Cô sẽ ở lại. Yeah! Cô Phượng chịu đây rồi. Ở lại rồi. Yeah! Cô Phượng chịu đây rồi. Thật là anh Thầy. Anh đi tụi con. Anh đi tụi con. Dạ. Cô ăn thêm đi nha. Nè. Của con nè. Dạ con cảm ơn cô. Ăn đi cô Phượng. Còn cái này dạ, của con. Cảm ơn cô. Con mời cô. Hãy
Sẵn rót cho tôi ly nước đi bà. Ông uống nước đi. Ông à, con Đào nó nói thằng Thạch uống rượu sai, qua tiệm mai của tụi nó quậy phá, rồi còn đòi gỡ bằng hiệu nữa đó. Thưa chú Mười, thưa anh chị Xuân, thật lòng gia đình tôi nè, mấy người muốn nói gì thì nói, nhưng cho tôi xin hai cái tiếng xui da đó đi nghe. Thôi, mấy người về đi. Nói cái gì cũng vô ích thôi. Nhờ mấy người mà cái danh tiếng của nhà họ Phạm bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ rồi kìa. Mấy người vừa lòng chưa? Dạ, thưa chú Mười, thưa cậu Mở Hai, sự việc đã ra nông nổi này, nếu chú Mười và cậu Mở Hai không cho chúng tôi nói lời xin lỗi thì chúng tôi biết nói gì nữa. Ông bà xưa có câu con dại cái mang, lỗi này cũng thuộc hoàn toàn về phía nhà gái chúng tôi. Dạ, người xưa cũng có câu biết lắng nghe mới là người thành tâm hối lỗi. Vậy hôm nay chú Mười và cậu Mợ Hai không cho chúng tôi nói thì chúng tôi cũng xin im lặng lắng nghe lời chỉ dạy của chú Mười và cậu Mở Hai đây. Mọi người có giận dữ bao nhiêu thì chúng tôi cũng xin phép được lắng nghe, vì chúng tôi là người có lỗi. Nhà mấy người á làm thầy, mấy người có chữ nghĩa, ai dám dạy mấy người? Dạ, xin mọi người cứ chỉ giáo. Đã là người có lỗi thì phải biết lắng nghe, đó là đạo lý của gia đình chúng tôi. Phải mà, bởi nhà mấy người đạo lý quá cho nên nó mới ra nông nổi như ngày hôm nay đây nè. Thôi đi, tôi sợ tôi dạy mấy người đó, mấy người học không có nổi đâu. Tốt hơn hết đó là mấy người nên về đi. Ông à, đi vô nghỉ đi. Sao mà cứ ngồi hoài vậy hả? Ông cứ như vậy hoài coi chừng sinh bệnh đó. Tôi không sao đâu bà. Lâu nay á, ngày nào ông cũng vậy, ít ăn ít ngủ, ông làm tôi lo quá. Có tin tức gì của con Phượng không bà? Thì cũng đã dò hỏi điện thoại khắp nơi rồi mà chưa có tin tức gì hết á. Bữa nó đi, nó còn bệnh không? Còn. Cơn sốt dây dưa mấy ngày trước đó đã hết đâu. Tôi lo quá. Chắc phải cho con Lan với con Huệ đi tìm nó quá. Đi tìm nó ở đâu? Thôi, ông cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để cho tôi với chị Hai lo.
Tụi quán, tụi quán, tụi quán đâu? Tụi quán, tội nghiệp, sao lại ra nông nỗi này chứ? Cậu Thập à, cậu đừng có uống nữa, tôi thấy cậu say lắm rồi đó. Cho tôi thêm bia đi. Tôi chưa có say, tôi chưa có say đâu. Cậu Thập, cậu về nhà đi, hay là chị kêu thằng Út đưa cậu về nhà nha. Tôi nói là tôi chưa có say, chị đi vô lấy bia cho tôi đi. Quán hết bia rồi. Quán hết bia. Hết bia tôi đi quán khác. Tính tiền đi. Tính tiền. Nè. Cậu Thạch. Út ơi Út. Dạ. Nghe đây mau lên. Nhanh lên. Đỡ anh vậy. Út, anh dìu anh vô trong phòng chị cho nghỉ tạm đi. Có được không hai? Bây giờ không được thì làm sao đây? Khổ quá. Hay là mình... Thôi, khách tới rồi đó. Em muốn làm gì thì em làm đi, mau lên. Dạ. Nè, sai đứa không chịu ngủ đi. Dạ, tụi con chưa buồn ngủ cô. Con cũng vậy. Cô, hay là cô kể chuyện cổ tích cho hai đứa con nghe đi. Đúng rồi đó cô, con cũng thích chuyện cổ tích lắm. Cô Phượng, cô kể đi. Hai đứa muốn nghe chuyện gì nè? Dạ cô, chuyện hạt xăng chém chằn á cô. Thôi đi, cái chuyện đó á, dễ ẹc à. Chuyện đó có con thằng Tinh ghê thấy mồ. Cô ơi, cô kể chuyện cô bé Hoàng khăn đỡ đi cô. Chuyện nó cũng dễ ẹc à. Vậy bây giờ cô sẽ kể chuyện này. Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng, hai đứa có chịu không? Dạ chịu. Ngày xưa, ngày xưa, nàng Bạch Tuyết ăn phải táo độc của mụ phù thủy thì chết ngay. Bảy Chú Lùng khóc thương và nhất quyết không được chôn cất nàng. Bảy Chú Lùng làm một căn phòng toàn bằng hoa và để nàng trong đó, rồi thay phiên nhau để mà canh giữ. Lúc đó hoàng tử đã trở lại khu rừng và tìm được cô gái mà chàng đã từng gặp trước đó. Đó cũng chính là nàng Bạch Tuyết. Hoàng tử đã gặp Bảy Chú Lùng và biết nàng Bạch Tuyết đã chết. Hoàng tử đau đớn bế xác nàng Bạch Tuyết lên. Chẳng may chàng vấp ngã. Không ngờ cú ngã mạnh làm cho miếng táo độc từ trong cổ của nàng Bạch Tuyết giáng ra. Bạch Tuyết sống lại trong sự vui mừng khôn xiết của hoàng tử và Bảy Chú Lùng. Hoàng tử đưa nàng Bạch Tuyết về hoàng cung, diệt trừ mụ phù thủy độc ác, và hoàng tử đã cưới nàng Bạch Tuyết làm vợ. Họ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. Còn gì nữa dạ cô? Thì hoàng tử và công chúa sanh thật nhiều em bé, và họ sống bên nhau suốt đời hết chuyện rồi. Cô Phượng ơi, vậy chừng nào cô mới sanh em bé? Cũng còn lâu mà con. Cô Phượng đừng bỏ tụi con đi nữa nha. Cô Phượng phải ở đây đó, nấu cơm cho tụi con ăn, kể chuyện cổ tích cho tụi con nghe nữa. Nghe mốt quá chừng nào cô sanh em bé, tụi con sẽ giữ em bé cho cô làm công chuyện. Con nữa, con cũng thương em lắm. Hai đứa ngoan nè, bây giờ ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa đó. Dạ. Dạ. Cô Phượng ơi, cô Phượng gãi lưng giùm con đi.
Rồi bé Hà ngoan, quay cái lưng qua cô Phượng gả cho nè. Dạ. Phượng ngàn lần xin lỗi. Phượng biết sự ra đi đột ngột này của mình đã làm tổn thương đến lòng tự trọng và danh dự của anh và gia đình. Phượng cũng không mong gì được anh tha thứ, chỉ xin anh hiểu cho Phượng. Phượng cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Hy vọng thời gian sẽ làm cho anh nguôi ngoai, anh sẽ quên được Phượng. Rồi anh cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc, một người vợ khác hết lòng yêu thương anh, xứng đáng với anh hơn Phượng. Một lần nữa, anh cho Phượng ngàn lần xin lỗi. Mình già thiệt rồi.
Phượng. Phượng ơi, em về rồi hả Phượng? Phượng. Phượng. Em. Chị Nga. Nhận ra ai rồi đúng không? Uống nước cho tỉnh đi. Sao tôi lại ở đây vậy chị Nga? Thạch đói lắm rồi đúng không? Hình như mấy ngày nay tôi chưa ăn gì hết. Cô Phượng, cô phải ráng ăn uống chứ, chứ ăn vậy làm sao mà khỏe. Không sao đâu anh, rồi từ từ tôi cũng sẽ ăn uống lại được thôi. Anh đừng lo, tôi biết tự lo cho sức khỏe của mình mà. Nghe cô nói vậy thì tôi cũng yên tâm. Bây giờ tôi mới nghiệm ra, con người ta bình thường phải luôn có ý chí, phải biết đun nấu để lúc khó khăn mà đem ra dùng. Thiệt tình á, thì tôi cũng không có được ý chí gì như anh nói đâu. Bởi vì lúc khó khăn nhất tôi đã được gặp anh. Cái số của tôi như vậy là đã may mắn lắm rồi. Cô Phượng ơi, con xong rồi cô Phượng ơi. Con cũng mang xong rồi. Ừ, giỏi lắm. Cô Phượng coi đó, từ bữa có cô tới nay hai đứa nó đâu cần tôi nữa đâu. Còn nít mà anh. Dạ. Nhưng đâu phải gặp ai tụi nó cũng mau làm thân như vậy đâu cô. Vậy chắc là cô cháu tụi tôi có duyên với nhau rồi đó. Từ hồi nào tới giờ tôi chưa thấy hai đứa nhỏ nhà tôi yêu quý ai như cô. Tụi nó nhõng nhẽo lắm. Rồi cô sẽ còn mệt dài dài cho coi. Trời ơi, có tụi nhỏ tôi mới cảm thấy vui hơn á. Mấy lúc ở nhà mình tôi cứ mong tụi nhỏ đi học mau về không à. Ủa, mà tối hôm qua cô cháu tôi làm anh mất ngủ hả? À, sao cô biết là tối hôm qua tôi bị mất ngủ? Cái nhà nhỏ xíu à, cách có một khoảng gác, chứ có xa xôi gì đâu. Dạ con mời cô chú. Nè, con coi vô kêu cậu Út giùm cô. Dạ. Ông tính để anh Thạch dạy hoài sao? Tôi không ngờ thằng con của mình nó lại yếu đuối tới như vậy. Vậy phải tính sao với nó chứ? Đàn ông thì phải lấy sự nghiệp làm trọng. Còn chuyện nữ nhi, không có đứa này nè thì lấy đứa khác. Chưa gì mà nó đã như kẻ chết rồi vậy. Thiệt là nhục.
nhưng nó là con của mình. Tốt xấu hay dở gì thì nó cũng là con của mình. Mình phải tính làm sao cho nó chứ. Muốn nó quên chuyện cũ thì phải có cái gì làm cho nó nguôi ngoai thì nó mới quên được. Bà thấy con nhỏ con gái út của ông chủ tiệm vàng Vàng Lợi sao hả? Tôi thấy con đó nhìn bề ngoài không ổn chút nào hết. Người ngợm gì đâu mà lúc nào cũng màu mè sặc sỡ như con công mái vậy. Thôi xuống đi. Ông coi đó, về coi ngó bộ phải hơn không? Con sáng rồi. Mày đi đâu cả đêm qua không về nhà vậy?